Tối 12 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9, giải do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức. Honto TV đạt giải nhì ở hạng mục Video Clip với chuỗi phóng sự tự truyện Người Việt ở Nhật đang làm gì? Chúc mừng nhóm tác giả kênh truyền thông online Honto TV Nhật Bản với tác phẩm chuỗi phóng sự tự truyện Người Việt ở Nhật đang làm gì? Tác phẩm đã thu hút sự chú ý của ban giám khảo và khán giả bằng sự chân thực khi theo chân những hành trình truyền cảm hứng, cho thấy sự cống hiến và ý chí phi thường của người Việt, đồng thời tôn vinh những thành tựu và đóng góp của họ trong xã hội Nhật Bản. Và tự muốn trở thành nhà ngoại giao, mình đã chuyển hướng sang là muốn trở thành một người xây dựng thành phố. Thì mình đang làm điều phối viên quan hệ quốc tế tại tòa thị chính thành phố Kizugawa, tỉnh Kyoto. Nào đó mang đặc trưng Việt Nam và đáng cho đến nhiều người. Mình luôn muốn làm mọi thứ sẽ được chỉnh chu và hoàn hảo như các cái công ty dịch vụ của Nhật. Lúc nào cũng chạy để cho kịp tàu chứ không chỉ sợ mà là khách chờ mình thôi. Cũng có những thành quả nhất định, ví dụ những báo đài của Nhật hay Việt Nam giới thiệu chẳng hạn. Muốn giúp mọi người ai cũng đẹp, ai cũng ra ngoài thật lộng lẫy. Nên là tất cả những cái món ăn truyền thống đậm đà hương vị, chuẩn vị là những cái gì mình hướng tới. Chúng tôi mong rằng chúng ta đang cố gắng đoàn kết, chia sẻ yêu thương để xây dựng một cộng đồng càng ngày càng lớn mạnh.